Tưởng Thần, đâu vớt nhờ cái lắc đầu của Phạm Bằng Bằng, đêm lộng lẫy vẫn bị bạn trai 13 năm bỏ rơi. Trong làng giải trí Hoàng ngữ, có nhiều ngôi sao tài sắc vẹn toàn nhưng mãi vẫn không thể ngồi lên vị trí sao hạng A. Tưởng Hân chính là một ví dụ điển hình. Tưởng Hân sinh năm 1983 tại Tân Cương, Trung Quốc nhưng lớn lên ở Hà Nam. Năm lên 7 tuổi, cô vào học ở đoàn kịch nghệ thuật thiếu nhi Trịnh Châu. Lên 8 tuổi, Tưởng Hân theo học ở đoàn kịch thiếu nhi tỉnh Hà Nam. Khi 9 tuổi, cô bắt đầu tham gia đóng phim truyền hình. Đến năm 20 tuổi, tên tuổi Tưởng Hân nổi đình đám khi thủ vai Mộc Uyển Thành trong Thiên Long Bát Bộ 2003. Nhan sắc xinh đẹp, kiêu sa tuổi đôi mươi, cùng diễn xuất tự nhiên, Mộc Uyển Thành chiếm được thiện cảm của khán giả không kém gì Phương Ngữ Yên của Lưu Diệc Phi. Sau Thiên Long Bát Bộ, Tưởng Hân tiếp tục ghi dấu ấn với khán giả qua nhiều bộ phim cổ trang như Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Thất Tiên Nữ, Chân Hoàng Truyền. Đáng chú ý, vai Hoa Phi trong Chân Hoàng Truyền mang về cho cô giải nữ diễn viên phụ xuất sắc năm 2011 trong chương trình Quốc Kịch Thịnh Điện của Đài An Nguy. Đây cũng được xem là một trong những vai ác nữ kinh điển nhất của màn ảnh Hoa ngữ. Được biết, vai diễn Hoa Phi trong Chân Hoàng Truyện vốn thuộc về Phạm Bằng Bằng. Tuy nhiên, Phạm gia từ chối vì không muốn làm nữ phụ dưới trướng Tùng Lệ. Sau đó, vai diễn này được giao cho Tưởng Hân. Khi phim lên sóng, các khán giả dành rất nhiều lời khen tặng cho diễn xuất xuất thần của Tưởng Hân, đồng thời cho rằng mỹ nhân Tân Cương sinh ra là để vào vai Hoa Phi, phi tần đẹp nhất của vua Ung Chính. Trong showbiz Hoa ngữ, Tưởng Hân được đánh giá là một trong những ngôi sao đi chậm mà chắc. Cô không nổi đình nổi đám rồi lặng mất tâm, mà dần dần xây dựng được hình ảnh qua các vai diễn đa dạng. Dù vai chính diện hay phản diện, nữ diễn viên cũng khiến người hâm mộ bất ngờ với khả năng nhập tâm xuất thân. Không chỉ tài năng, nhan sắc của Tưởng Hân cũng được đánh giá cao. Cô được biết đến là một trong những diễn viên đẹp tự nhiên, không đụng chạm tới dao kéo. Năm 2014, cô lọt top tứ đại mỹ nhân Bắc Kinh cùng với Lưu Thi Thi, Mã Tô và Lý Trí Nghiên. Bên cạnh đó, Tưởng Hân từng lọt vào top 10 người đẹp nhất Trung Quốc và xếp vị trí thứ 5 chỉ sau Phạm Bằng Bằng, Lưu Thi Thi, Kang Đình Đình, Angelababy và xếp trên Cao Viên Viên, Đồng Lệ Á, Cảnh Điềm, Lưu Diệc Phi, Lâm Chí Linh. Danh xưng mỹ nhân vạn người mê của màn ảnh Hoa ngữ quả thực rất xứng với Tưởng Hân. Cho đến nay, khi đã ở tuổi U40, mỹ nhân sinh năm 1983 vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung, khuôn mặt phù hợp với nhiều kiểu tóc, làn da mịn màng, vóc dáng thanh mảnh, gọn gàng. Là tên tuổi nhận được sự chú ý suốt nhiều năm nay, nhưng đường tình duyên của Tưởng Hân lại lận đận. Trong khi những diễn viên đồng trang lứa với cô như Lưu Đào, Trần Hảo đều đã yên bề gia thất và tận hưởng cuộc sống đủ đầy, sung túc, thì ở tuổi 38, người đẹp gốc Tân Cương vẫn lẻ bóng một mình. Cô từng công khai duy nhất một mối tình với bạn trai kém một tuổi, chàng thập AK của bộ Kim Tâm, Diệp Tổ Tân. Tưởng Hân và Diệp Tổ Tân công khai hẹn hò vào năm 2014. Khi đó, nữ diễn viên cho biết họ đã quen biết từ hơn 10 năm trước trong một buổi tiệc và chỉ là ngôi sao ít tên tuổi. Gắn bó hơn 10 năm, Tưởng Hân và Diệp Tổ Tân từng là một trong những cặp sao đẹp đôi nhất showbiz Hoa ngữ, đặc biệt là khi cả hai đã ra mắt cha mẹ đôi bên và suy nghĩ nghiêm túc về một mối quan hệ dài lâu. Dù vậy, sau 13 năm bên nhau, cả hai gây tiếc nuối khi tuyên bố đường ai nấy đi. Chia tay Tưởng Hân chưa lâu, Diệp Tổ Tân bị bắt gặp đến hộp đêm và có những hành động thân mật với các cô gái lạ ở đây. Có không ít tin đồn xung quanh chuyện chia tay của Diệp Tổ Tân và Tưởng Hân. Nhiều người kháo nhau rằng nam diễn viên ngoại tình và bỏ rơi người yêu lâu năm. Vì để bảo vệ danh dự cho bạn trai cũ, Tưởng Hân không một lời trách cứ và luôn khẳng định anh là chàng trai tốt mỗi khi nhắc lại chuyện tình cảm năm xưa. Tuy nhiên sau khi chia tay Tưởng Hân, sự nghiệp của Diệp Tổ Tân xuống dốc không phanh. Hiện anh chỉ là diễn viên tuyến 18 và không có phim để quay. Sau Diệp Tổ Tân, Tưởng Hân có vướng tin đồn hẹn hò với Phương Khải khi họ cùng hợp tác chung trong bộ phim Hoàng Lạc Tùng. Họ từng chụp những bức hình khá thân mật với nhau, thậm chí có tin đồn cả hai đã đi gặp gỡ gia đình đối phương và tính đến chuyện kết hôn. Đối với những tin đồn này, cả Tưởng Hân và Phương Khải đều không lên tiếng, tuy nhiên sau đó họ cũng không còn tương tác gì với nhau nữa. Tuy tài sắc vẹn toàn, Tưởng Hân vẫn không thể vươn lên vị trí sao hạng A trong showbiz khiến nhiều người tiếc nuối. Nguyên nhân được cho là do Tưởng Hân EQ thấp, hay xích mích với đồng nghiệp và bị nửa làng giải trí ghét bỏ. Tưởng Hân và Lưu Đào trở thành bạn thân sau khi cùng tham gia bộ phim Hoàng Lạc Tùng. Tuy nhiên, tình bạn của họ đã nhanh chóng đổ vỡ vì những lời nói không hay ho của nàng Hoa Phi. Được biết, từng có một blogger đăng tin không nói rõ tên, ám chỉ việc nam diễn viên Hồ Quân từng ngoại tình với Lưu Đào khi cả hai đóng chung trong Thiên Long Bát Bộ. Khi đó, cả Hồ Quân và Lưu Đào đều giữ im lặng, nhưng Tưởng Hân lại lên tiếng bảo vệ cho người chị em tốt, khiến mọi người khi đó đều tin tưởng rằng tin đồn là có thật. Lưu Đào từng rất bức xúc về Tưởng Hân và cho rằng bạn tốt của mình ngu ngốc, không ý thức được rằng phát ngôn của mình khiến người khác khó xử. Không chỉ có Lưu Đào, Tưởng Hân cũng khiến Trần Nghiên Hy bằng mặt không bằng lòng. Trong một show truyền hình, Tưởng Hân không do dự mà nói rằng Trần Nghiên Hy đã có con trong khi chưa kết hôn. Thật ra việc Trần Nghiên Hy ăn cơm trước kẽn là chuyện ai cũng biết rõ. Tuy nhiên, các ngôi sao thường không muốn tiết lộ chuyện này khi thai nhi chưa đủ 3 tháng, bởi đó là chuyện khá kiêng kỵ. Việc nàng Hoa Phi nói ra điều này ngay trước mặt Trần Nghiên Hy khiến nàng tiểu long nữ sượng mặt với người xung quanh.
Đối với những câu nói EQ thấp nhiều không kể xiết của Tưởng Hân đã khiến rất nhiều người trong showbiz phản cảm. Vì thế, cô đã đắc tội một nửa làng giải trí. Nữ diễn viên 37 tuổi do vậy mà mất fan, nên khi cô xuất hiện ở sân bay cũng không có ai đến đưa đón nữa. Chỉ có thể lủi thủi rời đi. Hiện tại, ở tuổi U40, Tưởng Hân vẫn miệt mài với các dự án phim, tham gia show truyền hình. Dù lẻ bóng nhưng cô không cảm thấy cô đơn, mà ngược lại liên tục thể hiện khía cạnh vui vẻ, thẳng thắn của mình với khán giả.